Ngày 30 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị coi quận Yongsan của thủ đô Seoul là vùng thảm họa đặc biệt sau thảm kịch dẫm đạp xảy ra tại phường Itaewon thuộc quận này. Thống kê mới nhất cho thấy thảm kịch này đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng, 82 người khác bị thương, đa phần là những người trẻ tuổi và có ít nhất 20 người nước ngoài tử vong, trong đó có 2 người Nhật Bản, 1 người Mỹ, 1 người Việt Nam. Ngoài ra còn có công dân Na Uy, Trung Quốc, Uzbekistan, Iran. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể tăng thêm bởi còn có 19 người bị thương nặng. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 11. Những mong chờ dịp lễ hội Halloween để tăng doanh thu sau thời gian thiệt hại nặng nề vì Covid. Nhưng giờ đây, các cửa hàng cửa hiệu tại khu phố thảm kịch hầu hết đều phải đóng cửa đến hết giai đoạn quốc tang. Khu vực mới hôm qua còn sầm uất sôi động, hôm nay đã trở nên vắng lặng u ám. Ngày hôm nay hoàn toàn khác ngày hôm qua. Hôm qua chỗ này còn chật cứng người và xe vì người trẻ thích hội hè tụ tập suốt ngày suốt đêm. Tôi nghĩ nếu không có tai nạn ngày hôm qua thì hôm nay đã đông vui lắm rồi. Tôi đã nghĩ là khu này sẽ nhộn nhịp trở lại nhưng lại thành ra như thế này. Itaewon vốn là nơi nhiều người đến để dự hội Halloween, nhưng vì sự việc không may hôm qua, tôi nghĩ là sẽ mất một thời gian nữa mới có thể quay lại được không khí nhộn nhịp đó. Không chỉ ở Itaewon, tại Seoul và các nơi khác, giới chức Hàn Quốc và các nhà tổ chức sự kiện đã quyết định hủy bỏ hầu hết các lễ hội, sự kiện và diễu hành nhân ngày Halloween cũng như các buổi biểu diễn của các ngôi sao K-pop. Hầu hết các cửa hàng trên khắp cả nước Hàn Quốc cũng đã hủy bỏ các sự kiện Halloween, cũng như gỡ bỏ các đồ trang trí và áp phích quảng bá sự kiện này.